Kính chào tới toàn thể các bác, kính thưa các bác thân mến, và một video tiếp theo trong buổi chiều hôm nay. Em rất là vui khi được test một bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc đặc cấp chuyên nghiệp để cho các bác cũng như là anh em sẽ cùng tham khảo. Và với sự kết hợp của những sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng, đầu tiên đó là một đôi loa B3 mã số X12i, hàng mới tinh xịn nguyên xốp. Giá đôi loa hiện tại đang là trên 18 triệu đồng các bác ạ. Và một chiếc đẩy B và Virus K8, một chiếc đẩy 4 kênh. Nói chi tiết cụ thể, đây là một chiếc đẩy dòng size 2U, hàng mới tinh nguyên xốp. Chiếc đẩy đạt công suất ở 8 ohm thôi nhé, là 1000W. Và nó chạy dòng sò SK. Chiếc đẩy này rất là bền và ổn định. Em đã chào bán trên thị trường nhiều năm rồi, rất là chất luôn, giá 7,8 triệu. Đây là phiên bản đời thứ 2, phiên bản nâng cấp các bác nhé. Và một chiếc lọc xì B3 hàng loại 1, mã số là EQ2231, chỉnh sister cho hai cửa A và B, rất là hay. Đây ạ, đây là cửa A này, đây là cửa B này. Đó, rất là hay. Và với những sản phẩm gọi là huyền thoại và truyền thống này các bác ạ, lưng Parel AC2020XS, giá 1,9 triệu, em bao ship. Một vang Gregutin, đây là một chiếc vang số, nếu dùng ở gia đình nó là một chiếc vang cao cấp, Echo số và 2IC giải mã Echo. Tiếng Echo của nó rất là hay, tiếng nhạc hay. Giá 3,100,000 đồng, em bao ship kèm dây rắc. Và một nhân vật tiếp theo đó là bộ mic BBS Pro Sound, mã U588GS. Đây là một bộ 6 số có chế độ tự ngắt, tay màu vàng gold. Các bác xem, rất là đẹp. Giá 4,300,000 đồng, em bao ship cho các bác cũng như là anh em. Và tổng bộ sản phẩm này có giá khoảng em vẫn ghép bộ này khoảng trên 40 triệu một xíu, hoặc là sấp xỉ 40 triệu các bác ạ. Và thưa các bác thân mến, là tại sao em vẫn hay tư vấn cho các bác cũng như là anh em mình sử dụng đẩy 4 kênh? Vì chơi âm thanh thì nó không đến một cái giới hạn nào đó là đủ. Hôm nay các bác nghe bộ này rất là hay, em mời các bác nghe tiếp nhé. Hôm nay các bác nghe rất là hay, nhưng ngày mai các bác muốn nâng cấp thêm loa lời hoặc loa súp, các bác sẽ có ngay hai cửa đẩy nữa để sử dụng. Mà các bác không phải bán đẩy đi mà phải mua thêm đẩy. Giá thành của đẩy 4 kênh rất là hợp lý các bạn ạ, 7,800,000 đồng. Đặc biệt hơn, cửa hàng em có hỗ trợ trả góp cho các bác cũng như là anh em có nhiều đam mê nhưng điều kiện chưa đủ. Thủ tục trả góp cần chứng minh thư cộng sổ hộ khẩu các bác nhé. Đó. Và tiếp theo các bạn, em muốn giới thiệu thêm về vấn đề trả góp để các bác tìm hiểu kỹ một chút nhé. Trả góp em cần chứng minh thư cộng sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư cộng bằng lái xe. Yêu cầu bắt buộc phải qua cửa hàng để ký kết giấy tờ. Còn nếu các bác có thẻ tín dụng thì các bác gửi thẻ tín dụng về cửa hàng là không phải về ký gì cả các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và cửa hàng em nhận là giao hàng trên toàn quốc. Và buổi đầu chiều ngày hôm nay 15 tháng 5 năm 2020 thì anh em đang có nghĩa là dùng hết công suất năng lượng của mình để đóng hàng cho các bác ạ.
có rất nhiều đơn hàng em gửi đi, đặc biệt cũng có những đôi loa P3, cũng có những chiếc đẩy 4 kênh lưng tiếng và vang. Anh em đang cố gắng và hiện tại mới có hơn 1 giờ chiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh em vẫn đang tiếp tục đóng hàng cho giải gót. Đây, em có thể giới thiệu thêm. Tất cả các tỉnh thành em đều gửi hàng các bác nhé. Các bác vui lòng cọc tiền với những sản phẩm hàng nặng, em sẽ gửi cả hàng cho các bác cũng như là anh em. Đây các bạn, anh em đang đóng, vẫn đang tiếp tục đóng hàng toàn thể các bác. Đây anh em đóng cho anh Nguyễn Văn Dễ một đôi loa B3 hàng xịn các bác nhé, Zmangzi 212. Đây đôi loa hàng xịn công ty. Đấy, đôi này cực chất luôn, đóng rất là cẩn thận các bác nhá. Đấy, bạn cũng đóng luôn cho anh một con lưng Pareo. Và anh em đóng cho anh Trần Văn Hải ở Bình Định. Đấy, tất cả các tỉnh thành các bạn. Anh Dễ này ở Kiên Giang, anh Dễ mua loa B3 và lưng ở Kiên Giang. Em ở Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương các bác nhá. Tất cả các tỉnh thành em đều ship vào tận nhà được. Các bác vui lòng cọc tiền là em sẽ gửi hàng ạ. Với những sản phẩm hàng nhỏ thì em không yêu cầu cọc tiền, còn tất cả loa đẩy lặng này em yêu cầu cọc tiền ạ. Anh Trần Văn Hải ở Bình Định, đấy, một đẩy PS Audio B4800, đây chiếc đẩy 4 kênh các bạn. Và đây ạ, anh em đóng thêm được cho anh Lê Hữu Thịnh có địa chỉ tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, một con vang số CP Acoustic D4 Pro và lưng Pareo. Đấy. Và tiếp tục anh em đang đóng rất là nhiều hàng cho các bác cũng như anh em. Và em xin được gửi lời cảm ơn tới các bác cũng như anh em rất là nhiều. Em xin phép gửi lời chào để sẽ tiếp tục cùng anh em sẽ đóng tất cả những sản phẩm mà các bác đã đặt tại cửa hàng gửi đến cho các bác cũng như anh em. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.